Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây nho thân gỗ 12 vụ nha. Ra trái nó sẽ đu ở trong thân giống như vậy nè. Khi nó chín nó sẽ màu đỏ, nhìn nó rất là đẹp nha bà con. Thì bên trung tâm cây giống có những cái cây đang cho trái sẵn rất là nhiều như vậy nè. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị là chúng ta thích trồng nho nè, đặc biệt là nho thân gỗ ha bà con. Đó, cây độc lạ nè. Đó, đây là những cái chùm trái nho thân gỗ đây. Dưới đây là trái nó chín đây ha bà con. Rồi đó sẽ truyền qua những cái trái con nữa nè. Cây trên cây đang hoa rất là nhiều nha, mà trái cũng rất là nhiều hết bà con. Giá bán của bên trung tâm cây giống là 1.100.000 trên một cây, là nho thân gỗ 12 vụ. Ở dưới thì nó sẽ thoát thân lên nha, thoát thân lên cao lắm nha bà con. Chúng ta về sang cái chậu đẹp hơn thì cây nó rất là lung linh nha. Nho thân gỗ chúng ta cũng có thể là ăn được trái tươi nè, thì nó chua chua ngọt ngọt hết bà con. Ở trong ruột thì nó có hạt ha. Đó, chúng ta cũng có thể ngâm rượu uống được ha. Trái nè, trái chi chít ở trong thân đây. Cây này thật sự rất là đẹp nha bà con. Ly sẽ quay xa xa ra cho quý bà con chúng ta cùng xem. Chiều cao của cây thì cao hơn 1m2 đến 1m5 á. Đây, cây rất là đẹp nè. Số lượng còn rất là nhiều nhưng mà cây này nó nhiều trái nè. Đó, 1.100.000 trên một cây. Rồi có nho thân gỗ tứ quý nữa nha bà con. Nho thân gỗ tứ quý thì là 1.000.000 trên một cây là đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta. Còn cây này là 1.100.000 là đã bao gồm phí vận chuyển nha. Đó. Số lượng còn khoảng là từ 40 cây, 50 cây lận nha bà con. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta thích chơi nho thân gỗ thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống sẽ gọi từng cây cho quý bà con chúng ta xem lại một lần nữa nha. Đó, bên đây nữa nè, quý bà con chúng ta thấy không? Trái nó đu ở dưới gốc nè. Đó, nó đu đu ở trong thân. Thì bên trung tâm cây giống có nhiều cỡ, có nhiều giá lắm nha bà con. Giống như là 500.000 trên một cây cũng có. Rồi 700, 800 vẫn có ha. 1.000.000 một cây cũng vẫn có. Tùy theo gốc, tùy theo dáng của cây nữa. Cây này trái cũng nhiều nè. Đó. Nó lùm lùm ở trong này ha bà con. Đó, nó lùm lùm ở trong đây. Trái nó cũng rất là to ha. To và khoảng to bằng ngón tay cái hoặc là to bằng ngón chân cái nha. Tùy theo cái giá thể của bà con chúng ta và tùy theo cái công chăm sóc nuôi dưỡng cây của chúng ta, trái nó to hay không nữa nha bà con. Số lượng còn rất là nhiều nha. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây nho thân gỗ nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn trực tiếp cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn cây trước màn hình là cây nho thân gỗ tứ quý số 24, 1.000.000 trên một cây. Cây này cũng khá là đẹp đây ha bà con, tàn tán cũng rất là nhiều. Đó, cây tứ quý. Còn bên đây là cây nho thân gỗ 12 vụ nè. Trái rất là nhiều, chi chít ở trên thân luôn nha.